Hello chào bạn, chào mừng các bạn đến với Nam OK, số là 0932052893. Thì hôm nay Nam xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng về cách thuốc kích dục D10, thuốc kích dục nữ nha các bạn. Thì D10 này là một cái loại thuốc kích dục cực mạnh đến từ Nga, dạng nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Khi bạn sử dụng thì rất là dễ sử dụng và đảm bảo là nó rất là hiệu quả nha các bạn. Với cái dòng D10 này các bạn có thể sử dụng, các bạn hòa tan vào trong nước uống, nước ngọt, nước ép trái cây để kích dục người phụ nữ. Khi người phụ nữ uống vào thì họ sẽ cảm thấy là nôn nao rạo rực, rất là thèm muốn quan hệ và giúp người chị em phụ nữ chủ động hơn trong việc quan hệ nha. Thì đối với dòng D10 này là cái hàng chính hãng nhập khẩu và là cái hàng những cái hàng chính hãng như thế này, hệ thống Nam OK bên mình cho các bạn kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu đúng là cái dòng sản phẩm chính hãng thì các bạn mới nhận hàng và thanh toán nha. Thì riêng với dòng thuốc kích dục D10 này thì bên mình đảm bảo là có hiệu quả cho các bạn. Và thuốc kích dục D10 dạng nước này á, nó sẽ hiệu quả hơn các dòng sản phẩm thuốc kích dục thông thường khác ha. Bởi vì nó dạng nước á, nó hòa tan rất nhanh. Chỉ cần chị em phụ nữ uống đầy đủ liều lượng là đảm bảo bị kích dục. Thì cách sử dụng cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần hòa tan trực tiếp nửa chai này đối với khoảng 200ml nước, bất kể các loại nước gì các bạn, chị em phụ nữ chỉ cần uống vào đủ liều lượng thì sẽ mất khoảng từ 10 đến 15 phút sau chị em phụ nữ sẽ cảm thấy bị kích dục. Thì những cái dấu hiệu cho thấy chị em phụ nữ bị kích dục đó chính là mặt đỏ ửng nè, lời nói bao úng nè, tim đập nhanh nè, hơi thở gấp gáp nè, đó là những cái dấu hiệu cơ bản cho thấy người phụ nữ đã bị kích dục. Thì lên cánh đàn ông lúc này chỉ cần chủ động gạt tình đòi hỏi quan hệ hay là nó sẽ giúp cho chị em phụ nữ khó kiềm chế và chủ động hơn trong việc quan hệ tình dục ha. Thì cái thuốc kích dục D10 này, thứ nhất là khi các bạn sử dụng á thì nó sẽ đảm bảo hiệu quả, giá thành hợp lý. Thứ hai là khi bạn sử dụng xong thì quan hệ xong người phụ nữ sẽ trở lại cái trạng thái bình thường, cơ thể không gây ra bất cứ tác dụng phụ gì. Hoặc là trong trường hợp nếu mà không quan hệ thì người phụ nữ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là cơ thể người phụ nữ trở lại trạng thái bình thường ha. Đó, các bạn đây là cái dòng sản phẩm thuốc kích dục an toàn, thì các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng cái dòng này. Với D10 thì các bạn có thể kiểm tra thông tin về cái dòng D10 này, rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay, rất là nhiều bạn nam sử dụng. Đa số các dòng sản phẩm thuốc kích dục chính hãng hiện nay thì cái dòng D10 này sử dụng nhiều nhất và là uy tín nhất trên thị trường hiện nay, có nó có trên 6-7 năm trên thị trường hiện nay rồi, nên các bạn yên tâm khi mà sử dụng ha. Thì hôm nay Nam OK xin giới thiệu thêm cho các bạn nam giới về một cái sản phẩm giúp các bạn có thể kéo dài cái thời gian quan hệ lâu ra hơn, có tên gọi là Viga 50.000. Viga 50.000 này còn có gọi tên gọi là chai xịt chống xuất tinh sớm. Khi bạn sử dụng á thì Viga 50.000 này nó sẽ làm giảm bớt độ nhạy cảm của đầu dương vật đi, giúp các bạn quan hệ lâu ra hơn, chống xuất tinh sớm nè, giảm bớt cái cảm giác của dây thần kinh phần đầu dương vật đi nè, gây ra cảm giác hơi tê nhẹ và giúp quan hệ rất là lâu luôn. Thì cái dòng sản phẩm này nó là hàng chính hãng đến từ Đức. Khi bạn sử dụng thì đảm bảo là hiệu quả 100% nha, bởi vì nó sẽ tác động trực tiếp đến đầu dương vật luôn nên nó sẽ hiệu quả hơn những cái dòng sản phẩm thức uống ha. Khi bà dùng cái dòng này thì cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần massage dương vật là cứng cứng nè, mình dùng chai xịt, mình lắc đều, mình xịt lên đầu dương vật khoảng từ 2 đến 3 hơi, dùng tay massage thuốc thấm vào đầu dương vật. Khi thuốc đã thấm vào đầu dương vật rồi thì các bạn có thể quan hệ tình dục bình thường và thời gian quan hệ lúc này sẽ kéo dài cho bạn từ 20 phút đến 30 phút, rất là dễ dàng luôn. Thì cái dòng này đảm bảo hiệu quả cho các bạn. Nó tác động trực tiếp lên vùng dương vật nè, những cái dây thần kinh tập trung phía đầu dương vật này, những dây thần kinh cảm giác, nó sẽ làm giảm bất cứ cảm giác kích thích khi mà các bạn quan hệ đó, nó từ đó là các bạn có thể quan hệ lâu ra và làm chủ được cái thời gian quan hệ ha. Thì dòng sản phẩm này rất là phù hợp cho bạn bị xuất tinh sớm, yếu sinh lý, thời gian quan hệ quá ngắn, đang không đủ thời gian để thỏa mãn người tình người yêu, thì có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này, nó sẽ giúp các bạn làm chủ được thời gian khi mà quan hệ ha. Với Viga 50.000 này các bạn sẽ tự tin quan hệ từ 15 phút đến 30 phút, rất là dễ dàng. Và khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm này các bạn yên tâm nha, cái dòng này thì nó sử dụng ngoài da, không gây bất cứ một tác dụng phụ gì nên nó cực kỳ là an toàn. Các bạn đặt hàng thì hãy liên hệ ngay số là 0932052893. Nam OK chuyên cung cấp những dòng sản phẩm hỗ trợ sinh lý, đồ chơi tình dục, bao siêu đồn gen, thuốc kích dục, hay là những dòng như là thuốc cường dương nè, chai xịt chống xuất tinh sớm. Các bạn liên hệ thì bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho các bạn. Nếu bạn đặt hàng, bên mình giao hàng toàn quốc trong vòng 3 ngày. Mọi thông tin đảm bảo bảo mật, giao hàng tuyệt đối kín đáo, an toàn và bảo mật thông tin hàng. Các bạn cũng có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.